Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Tuyền Văn Hóa. Phát biểu tại lễ động thổ dự án lịch sử vào ngày 5 tháng 8 trong hào khí dân tộc dâng cao, Thủ tướng Campuchia Hun Manet nói Trung Quốc sẽ đóng góp 49% vào nguồn vốn đầu tư cho con kênh đào nối sông Mekong với Vịnh Thái Lan. Phù Nam Techo là một dự án đầy tham vọng của Campuchia nhằm giảm sự phụ thuộc giao thông thông qua các cảng của Việt Nam, giúp quốc gia này thở bằng mũi của mình. Có thể nói rằng tầm quan trọng của kênh đào Phù Nam Techo đối với Campuchia tương đương với tầm quan trọng của kênh Suez đối với Ai Cập, kênh đào Panama đối với Panama và đại vận Hà Bắc Kinh Hàng Châu đối với Trung Quốc. Tác giả Lip Chanchavi viết trên báo Khmer Times vào ngày 14 tháng 10. Thế nhưng, một nguồn tin từ Campuchia cho biết sau lễ khởi công vào ngày 5 tháng 8, công trình kênh đào Phù Nam Techo không có tiến triển nào tính tới hiện nay. Hơn 3 tháng sau, vẫn chưa có thông tin rõ ràng về khoản đầu tư của Trung Quốc. Tại lễ động thổ vào ngày 5 tháng 8, Thủ tướng Hun Manet gọi tuyến kênh đào dài 180 km với kinh phí ước tính 1,7 tỷ đô la Mỹ là một dự án lịch sử và cam kết hoàn thành bằng mọi giá. Ông Hun Manet kêu gọi người dân đừng nên lo lắng rằng con kênh đào sẽ được sử dụng cho mục đích quân sự. Phó Thủ tướng Campuchia Sanchathon nhấn mạnh kênh đào sẽ củng cố tính độc lập chính trị trong vận tải đường thủy cho xứ sở Chùa Tháp. Phát biểu trước hàng chục ngàn người tham dự, lần đầu tiên ông Hun Manet cho biết tập đoàn đầu tư OCIC tham gia dự án này, bên cạnh các công ty khác. OCIC là một tập đoàn lớn tại Campuchia, hoạt động đa lĩnh vực, đầu tư vào các dự án có quy mô hàng đầu như đảo Kim Cương ở Phnom Penh, sân bay quốc tế Techo, cầu Rasikeo. Chủ tịch OCIC là ông Pung Khiep Se, một nhà tài phiệt gốc Hoa và là chủ tịch Hiệp hội Người Hoa Khmer tại Campuchia. Tuy nhiên, về tình hình thi công, 4 người trực tiếp tham gia vào các kế hoạch đầu tư hoặc được tiếp cận thông tin nói với Reuters rằng Bắc Kinh đã bày tỏ sự hoài nghi về dự án và không đưa ra cam kết chắc chắn về tiền đầu tư. Phản hồi trước câu hỏi của Reuters về dự án này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết như sau. Chuyện các công ty Trung Quốc hỗ trợ Campuchia trong việc xem xét xây dựng các dự án bảo tồn nguồn nước mang tính toàn diện, tuân thủ theo các nguyên tắc thị trường là hình thức kinh doanh bình thường. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã không trả lời câu hỏi trực tiếp về nguồn tiền đầu tư nhưng khẳng định hai quốc gia là những người bạn sắt son. Cũng theo Reuters, chính phủ Campuchia đã từ chối đề nghị phỏng vấn và trong những tuần gần đây, người phụ trách báo chí đã không phản hồi những câu hỏi về kinh phí cho kênh đào Phù Nam Techo. Theo Reuters, các chuyên gia, quan chức và nhà ngoại giao nói rằng việc Trung Quốc thiếu cam kết rõ ràng có thể đẩy toàn bộ dự án vào tình trạng nguy ngập, đặc biệt là trong bối cảnh có sự không chắc chắn về chi phí, tác động môi trường và triển vọng tài chính. Điều này cũng cho thấy cách mà Bắc Kinh đang cắt giảm đáng kể các khoản đầu tư ra nước ngoài, kể cả tại những quốc gia mà họ xem là đối tác chiến lược như Campuchia, trong bối cảnh nền kinh tế trong nước đang gặp khó khăn. Từng là một điển hình nổi bật trong mô hình kiến thiết quốc gia được phương Tây hậu thuẫn sau cuộc nội chiến kéo dài, gần đây Campuchia bị các nhà ngoại giao và chuyên gia chính sách đối ngoại xem là quốc gia lệ thuộc của Trung Quốc. Khi nợ từ Trung Quốc chiếm hơn 1/3 tổng nợ công của nước này, hồi tháng 7, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Campuchia Ao Kwon Moni Rot cho biết 11,09 tỷ đô la nợ công của nước này ở mức bền vững và có rủi ro thấp tính đến quý thứ hai của năm 2024. Campuchia vay nợ nhiều nhất là từ Trung Quốc với tổng số tiền lên đến 3,99 tỷ đô la, chiếm 36%. Hồi tháng 8, 3 ngày sau lễ động thổ dự án lịch sử, cựu Thủ tướng, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen nói những người bạn Trung Quốc đã đáp ứng nhu cầu của Campuchia mà không ai khác làm được. Vào ngày 21 tháng 8, ông Hun Manet tuyên bố Campuchia cần thêm nguồn đầu tư của Trung Quốc, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên như năng lượng sạch, bảo vệ môi trường, y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài chính. Trung Quốc hiện là nhà đầu tư và đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia. Trả lời Tân Hoa Xã hồi tháng 8 năm 2024, ông Nick Chandarit, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Con đường Tơ Lụa trên biển thế kỷ 21 của Campuchia, nói rằng các doanh nghiệp do Trung Quốc đầu tư đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế của Campuchia và cải thiện đời sống người dân địa phương. Các dự án lớn do Trung Quốc đầu tư theo khuôn khổ sáng kiến Vành đai và Con đường BOI như đặc khu kinh tế Sihanoukville, các nhà máy thủy điện cao tốc Phnom Penh, Sihanoukville, sân bay quốc tế Siem Reap Angkor, cầu đường cùng nhiều dự án khác đã và sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nền kinh tế của Vương quốc Campuchia. Ông Nick Chandarit nói, ông cho biết các dự án thuộc BOI tại Campuchia sẽ giúp xứ sở Chùa Tháp đạt được các mục tiêu đầy tham vọng là trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và quốc gia có thu nhập cao vào năm 2050. Thế nhưng, theo Reuters, đầu tư của Trung Quốc vào quốc gia Đông Nam Á này hiện đang lao dốc sau một loạt các dự án cơ sở hạ tầng không thành công, trong bối cảnh xuất hiện các mối lo ngại về những băng nhóm tội phạm nhắm vào công dân Trung Quốc và lượng du khách đến Campuchia sụt giảm. Dù đầu tư Trung Quốc cho các dự án ở nước ngoài cũng đang sụt giảm ở những nơi khác, nhưng tại Campuchia, tác động có thể rất rõ rệt. Bà Grace Stanhope, nhà nghiên cứu từ Viện Lohi, nói với Reuters, Trung Quốc vẫn đang xây dựng đường xá và các công trình hạ tầng khác nhưng đã rút khỏi dự án xây dựng sân bay Phnom Penh mới.
công trình mà ban đầu Trung Quốc đã cam kết đầu tư 1,1 tỷ đô la. Theo quan sát của phóng viên Reuters và xác nhận từ các quan chức Campuchia, đường cao tốc do Tổng Công ty Cầu Đường Trung Quốc CBR xây nối Phnom Penh với thành phố ven biển Sihanoukville vẫn chưa được các tài xế Campuchia sử dụng nhiều. Thay vào đó, họ chạy trên các con đường cũ để không phải trả phí. Siam Reap Angkor, một sân bay khác do Trung Quốc đầu tư mới hoàn thành gần đây tại thành phố Siam Reap để phục vụ du khách đến tham quan di sản thế giới Angkor Wat rất vắng vẻ. Âu Virak, người đứng đầu cơ quan nghiên cứu Future Forum của Campuchia chia sẻ với Reuters. Ông nói thêm rằng các nhà đầu tư có thể phải gánh lỗ. Đầu tư trong lĩnh vực tư nhân của Trung Quốc ở Campuchia vẫn ở mức cao. Nhưng trả lời Reuters, nhiều nhà ngoại giao và chuyên gia tài chính ở thủ đô Phnom Penh chỉ ra rằng dòng tiền Trung Quốc đổ vào sòng bài và bất động sản một thời rất dồi dào, hiện đang cạn dần. Nguồn du khách từ Trung Quốc, thu nhập chính trong lĩnh vực du lịch của Campuchia, đang phục hồi chậm chạp sau đại dịch Covid. Tình hình điều hưu này trùng với chiến dịch dài hơi của Trung Quốc cảnh báo du khách về những rủi ro liên quan đến lừa đảo trực tuyến tại Campuchia. Trong bối cảnh Trung Quốc và Campuchia ngày càng tăng cường quan hệ, số phận cùng tính bền vững của siêu dự án kênh đào Phù Nam Techo vẫn còn là một câu hỏi lớn. Với quá nhiều ẩn số, tôi không lấy gì làm ngạc nhiên khi các nhà đầu tư đang chùn bước trước dự án này và vẫn chưa xuất hiện. Với túi tiền trong tay, ông Brian Ayler, giám đốc chương trình năng lượng, nước và tính bền vững của trung tâm Stimson. Bộ Giao thông Công chính Campuchia đã lên tiếng bác bỏ các những bài viết trên Bangkok Post và Reuters, theo báo Khmer Times vào ngày thứ Bảy, ngày 23 tháng 11. Theo đó, Campuchia đã gọi những thông tin trên là sai sự thật, vô căn cứ và nhằm mục đích gây hiểu lầm và bóp méo nhận thức của công chúng về siêu dự án này. Campuchia khẳng định rằng các thông tin được đăng tải trên mạng và trên các nền tảng mạng xã hội đều hoàn toàn vô căn cứ và sai sự thật về tiến độ thực hiện kênh đào lịch sử. Những bài viết này là nhằm cố tình đưa ra thông tin sai lệch, phóng đại và kích động những quan ngại không đáng có về việc tiến trình xây dựng kênh đào Phù Nam Techo. Theo Bộ Giao thông Công chính Campuchia, bộ này nhấn mạnh rằng chính phủ Campuchia đang tích cực thúc đẩy dự án với các nhóm phụ trách kỹ thuật đã hoàn thành những nghiên cứu chi tiết và tiến hành đánh giá chuyên sâu về các tác động tiềm tàng đối với cộng đồng, địa phương, hệ thống đường thủy và cơ sở hạ tầng. Campuchia cũng xác nhận rằng dự án kênh đào Phù Nam Techo đang đạt được những bước tiến thực chất thông qua sự hợp tác với cả những cơ quan trong nước và các đối tác quốc tế, cùng khuyến cáo người dân tìm hiểu thông tin từ các trang thông tin chính thức. Theo quý vị và các bạn, Trung Quốc có thể hỗ trợ Campuchia xây kênh Phù Nam hay không? Hãy để lại ý kiến bên dưới video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!